người á, nó vui xấu là người nó những lúc mình cùng đi đi nhìn như vậy leo leo cùng cái ghế rồi mà coi luôn chỗ này ở sâu lắm xa lắm khó ra lắm cỡ 8 cái hải lý á, cái hầm này là anh phải cực lắm mới ra được ở đây á. Người có gia đình lúc nào suy nghĩ cũng đèn tối hết. Ai ai làm gì nữa, làm gì nữa, ông này ông bị bệnh gì nè, ông đi ra tàn là trắng 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 không à, má gì má chán quá. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xe âm vlog. Hôm nay tôi có một cái chuyến đi camping cùng với chiếc FZ150. Tôi gọi chiếc này là FZ150 Touring. Xe này thì tôi đã làm lại khá nhiều và quá trình làm thì tôi cũng đã quay video chia sẻ rồi. Bạn nào chưa xem thì tôi để link ở dưới phần mô tả và bình luận nha, để các bạn mà có nhu cầu làm xe như tôi thì có thêm kinh nghiệm. Vì tour này thì tôi đi một mình và cũng không phải là một tour gì đặc biệt nên đồ đạc cũng chỉ gói gọn trong một cái túi Lobo 80 lít. Túi này là túi phiên bản cao cấp nha. Thì cái mẫu túi Lobo cao cấp này nó khác với mẫu túi khác, ở trước vải rất là dày và không có bị bám dơ. Tôi xài mẫu này thì cũng gần 2 năm, đi upgrade đi camping cũng nhiều. Kết nối xong thì túi nó nhỏ gọn như này nè, không có dây nhờ lòng thòng, cũng không cần phải cột móc móc làm gì cho nó cực. Mấy cái chốt này thì được tôi test bạo lực rồi, các bạn yên tâm, mang đi upgrade mấy tour liên tục rồi, dàn sóc hay là chạy tốc độ cao đều rất là thoải mái, không có gãy được đâu. Trừ khi các bạn cố tình làm nó gãy thì nó mới gãy thôi. Với mẫu túi này thì có thêm một cái ngăn lưới bên ngoài nữa. Thường cái này thì tôi không có xài, nhưng nếu mà các bạn có nhu cầu thì vẫn có thể nhét được cái gì đó, có thể là một bộ áo mưa, đôi dép, hoặc là cụ thể hơn là một cái bình nước giữ nhiệt, hoặc là một chai nước suối 1.5 lít cũng được nha, rất là thoải mái. Do tour này là đi camping chiêu chiêu nên là tôi cũng muốn vác theo cây đàn guitar. Dạo này thì tôi cũng đang học đàn, cũng mới tập tành nè, chưa có biết đánh bàn phím với quách lộn thôi, chứ guitar thì từ từ, chủ yếu mang theo để có thêm kinh nghiệm chở đàn. Sau này mà biết đánh rồi thì chở đàn đi upgrade cho nó chiêu chiêu. Cục đàn bên này thì cũng ngon, nhưng mà đang gắn cái bộ khung của kiwi nó có cái cục khóa thùng lòi lòi ra, tôi sợ chạy nhanh thì đàn nó đập vô cái cục đó nó hư đàn, nên là phải chế lại một chút cho nó yên tâm. Mấy cái chế này ở xe em shop tụi tôi làm suốt tại vì tính của tôi là thích tối ưu mọi thứ theo ý của mình, cái gì mà làm cho nó tốt được thì tôi làm luôn. Làm xong thì cột đàn lên nó yên tâm hẳn, nhưng mà chắc lần sau tôi sẽ mua thêm một cái hộp gỗ hoặc là một cái hộp nhựa đựng đàn cho nó yên tâm. Dù sao thì cũng đi nhiều lần nên đầu tư thêm chút cho nó chắc, lỡ đang chạy mà nó mưa cái ào thì không biết đường đâu mà đỡ. Chở cái đàn bằng cái bao vải thì không yên tâm lắm, lỡ mà té ngã cái đàn nó đập xuống đất một cái là thốn lắm, cây đàn này mua thì cũng mấy triệu á. Rồi thì đây là tổng thể xe của tôi đây, FZ150 phong cách touring. So với Zin thì nó cũng không khác nhiều lắm, chủ yếu là thay đổi cái phần đầu đàn cho nó tối ưu diện tích và trọng lượng phía trước của xe, cho nó dễ bốc đầu khi đi upgrade chứ không gì hết á. Phần sau thì gắn thêm cản để tiện chở đồ khi đi xa vài ngày hoặc là chở thêm người, còn lại thì là mấy cái linh tinh, ví dụ như là chống đổ hoặc giá đỡ điện thoại đồ thôi, cái này thì nó không có đáng kể. Ê chờ đi chung luôn đi. Ê chờ đi luôn. Hả? Chạy thay tốt trước đi. Ok. Mình đang rất là buồn ngủ vì phải chạy theo đoàn. Đoàn chạy khá chậm và đều. Ưu điểm của việc chạy chậm là an toàn, nhưng mà nhược điểm chết người của nó là rất là dễ làm não bị chán. Và khi não bị chán thì các bạn sẽ rất nhanh rơi vào trạng thái buồn ngủ. Nếu bạn không dừng lại chụp mắt thì hậu quả rất là khó lường. Đây cũng là cách mình thường xuyên áp dụng cho tất cả các tour khi mà mình buồn ngủ. Chỉ cần dừng lại, đứng yên bất động, nhắm mắt và không làm gì hết trong khoảng 25 giây cho đến khoảng 1 phút tùy vào điều kiện cho phép. Khi mở mắt ra bạn sẽ cảm thấy mình tỉnh hẳn. Cách này sẽ giúp các bạn tỉnh táo được khoảng 1-2 tiếng. Nếu vẫn bị buồn ngủ thì cứ làm giống như vậy, nhưng mà nâng lên 1-2 phút là sẽ thấy khác liền. Các bạn áp dụng thử là biết, nếu có hiệu quả thì cho tôi biết với ngang. Hoặc nếu các bạn có cách nào hay hơn thì bình luận bên dưới nha. Chợp mắt nhanh xong thì bứt tốc dí theo đồng đội, nhưng an toàn là trên hết nha mấy bạn, đừng có chạy nhanh quá.
trời ơi, cái khúc này tôi quay không có kịp, cái chiếc xe container á nó quẹo nhưng mà nó tránh đoàn á, cho nên là nó lũi vô trong cái cây cột, các bạn thấy không, cây cột phải không quẹo à, nó tránh đoàn để nó không đụng á thì nó đi sát lề luôn, hai cái bánh nó lọt xuống dưới đường luôn, may mà nó không bị lật, may ghê. Xe chạy nặng không nên để chống nghiêng, hư phục. Không có chống đứng. À không có chống đứng thì thôi. Này ngủ võng với túi ngủ là tuyệt vời. Nhưng mà các bạn chạy ý là có ai có đem võng không? Võng với túi ngủ là tuyệt vời luôn. Hồi nãy cái chiếc container đó mọi người vượt qua á, nó quất cái biển hiệu luôn. Mọi người ép nó đâu có quẹo đâu. Có ai ép nó đâu mà ép. Mình chạy lên nó không quẹo được. Không, nó sợ chúng mình. Nhiều khi nó lo nó quay lại nhìn xe thấy bàn nhiều quá nó mất tập trung. Cái nó lủi nó quất cái bản hiệu luôn. À đang quay cảnh không hả? Hay quá ta. Móc đi heo cầm chừng giống con cha này cũng được. Lên nói gì đâu. Xong mình có tí rồi là khác người á. Nó vui sợ. Nó những lúc mình cùng đi đi làm gì vậy? Làm đi. Gì má? Cút đi. Không mượn đâu. Kệ anh ta. Rồi ai qua đò chấp thì qua xuống đi. Sấp nữa. Rồi mọi người qua đi chú, một chuyến chuyến đầu tiên đi. Rồi qua đi. Điện thoại rồi hỏi sao rồi
sâu lắm, xa lắm, khó ra lắm, không được đâu. Cỡ 8 cái hải lý á. Cái anh này là phải cực lắm mới ra được ở đây á. Để đẹp vô mọi người. Rồi giờ anh em mình lên đồn nha. Nè, hay nước trong không? Trong như đảo Bình Hưng. Từ từ, khoan, để mình. Cho người trước đi trước đã. Thôi ở đây chạy ra nhảy cái tủng cái sướng trời trời luôn á. Đẹp ra sâu quá. Ủa lộn mình ra sao quá. Ra sao sâu mấy chục mét. Thì đâu có lặn đâu mà lẩm bẩm mà. Ui, đi tour đâu vậy hay là mới đi lên à? Mới đi lên á. Lên tối á. À, lâu lâu đi chiêu chứ đi cái kia hoài nó mệt. Lâu lâu phải nhẹ nhàng xíu. Ê. Tới đây thôi. Không ấy anh té đi đừng có mình tên. Ê dạ ơi ông giả bộ ông chấp cục đá cái ông té đập mặt nó đi có bùm cái ơi. Để có mình tên. Ô mấy con cua to vậy. Ê. Con cua to vậy? Nè quay các bạn cầm máy té một cái là 20 triệu nè. Vừa lên chảo là bắt đúng cua nha. Chưa bắt. Mình không bắt nó mình sẽ trả nó về với thiên nhiên. Đụng cua to dữ vậy ta. Sợ luôn à. Đụng đâu ra đã vậy? Kẹp tao cái rồi. Kẹp mấy rồi. Má nó sợ ba. Nhìn như đám quá giật kìa phá nó vậy. Rồi, để em về thiên nhiên nha, không ăn đi nha. Chuyền nhau đi, đứng chuyền nhau nó đỡ mệt hơn đi. Chuyền nhau nè. Nè, nhẹ. Em bơi được anh nè. Bơi anh đi. Đưa gì cặp đó đi, đừng nổ phát. Cái này xả lại luôn nữa. Em thông cảm anh còn trong trắng á, anh sợ lắm. Tối đừng có làm gì anh nha.
Anh cứ hấp trước khi ông làm video đó đó. Má gì má chán quá. Chưa. Hy sinh về nghệ thuật rồi chứ. Hy sinh. Không có nhu cầu ăn thêm. Thôi má ơi, được. Có quay không? Được. Có. À, tránh cái ồn màu Sài Gòn vô đây gặp cái lên này nữa. Món này gọi là gì anh? Ôi. Đó. À, ghê vậy. Ô là trời. Rồi, cây gãy. Xui thiệt. Món này món gì anh trai? Cơm lam. Cái gì cơm lam má? Theo món ông bà mách bảo. Và một miếng thịt lam chứ. Thịt heo lam. Thịt lam. Ok, đây là thịt heo lam nha các bạn. Đầu tiên các bạn phải có một cây lam. Cây tre cũng được. Rồi tóm lại cây này là cái gì? Tre. Ừ. Thì đó, ý là có cây lam thì nó mới gọi là cơm lam. Còn không có cây lam thì lấy cây tre. Cái này hơi to, nhưng mà to thì ăn cho đã gì đâu. Không, nhỏ thôi. Có đọc bớt cái dao. Đọc bớt miếng không? Thấy cái này nó hơi dày so với bữa. Vậy cho đốt cho nó nhiều. Tại vì mình làm theo công thức ông bà mách bảo mà. À. Bà thì hộ. Ok, đầu tiên là chúng ta phải cần một cây lam. Rồi. Đến ba. Vậy thôi má, từ từ để được xong cây lam nữa ba, từ ba. Ba clip này dài quá chưa. Sao đi đâu tiếp? Đi đâu tiếp? Lấy cây thông bồn cầu, lấy cái chà rửa. Cát đi anh, rửa cát đi. Bỏ cát vô không? Chứ để nó còn cái tre không? Cái này nó khô nó rồi. Hơi khô thôi. Khô ăn không có ngon, không có thơm như bữa. Nó ra ít nước. Ừ, cả gia đình lúc nào suy nghĩ cũng đèn tối hết. Không quay anh đâu, anh đừng cười. Quay lúc cắt thịt thôi à. Má tí hồi cắt cho bay nè. Ôi máu con. Hả? Nhắm chúng hồng tâm nha. Lật lật hết không anh. Chúng bi á. Bắt một tách. Hít cho một cái. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Có gì phải lôi. Trong này có nếp không? Dạ. Rồi, nhà này là gì? Gạo. Gạo hay nếp? Gạo. Gạo gì kỳ vậy má? Nếp. À, giấu nghề đúng không? Nếp má. Bây giờ mình đổ gạo nếp vô cho mấy tấm này nó cắm này nó lựa. Gạo nếp trộn chung hả anh? Đó làm miếng gạo đi. Đồ hả? Giờ mới thấy nha. Bỏ nhiêu là vừa. Cắt liền này bỏ vô được không? Liền này là cắt đứt nè. Thì cũng khác gì đâu má. Có, mình xúc mình đổ vô cho ngon rồi nhớ. Ê, rớt mấy hạt kìa. Cho chim ăn. Bao nhiêu nước? Trưa này rửa trước, rửa thứ hai rửa hả? À là phải có bước này nữa hả? Cái này quá là coi chừng nó cháy cơm ở dưới anh nha. Ê, làm gì nữa? Đang xả nước. À, xả nước hả? Ông này ông bị bệnh gì nè, ông đi ra toàn là trắng không à. Tới công đoạn chấm nước. À chấm nước đúng không? Ngâm gạo. À cái này mình bỏ nước ngọt vô mình nấu ngon ta. Biết cho ngọt gạo hả? Bao nhiêu nước là vừa? Nó sắp sắp mặt nước rồi. Sau khi mình đi chơi là mình phải ăn những món lạ, mình phải chế ra những món lạ. Bỏ thịt vô chưa? Cái này là vừa nè. Nấu rau không? Nghe mặt gạo thôi. Cày rau không mà. Nó xong đó. Bỏ miếng đậu hũ trắng vô kìa. Nó có nghe mặt gạo chứ không đâu phải một gì đâu. Chốt là quay đầu rồi, tới về tới nhà thấy tận không uống gam này, không gam này. Bắt được gam nào rồi? Chưa bắt được gam nào hả? Đang tập 4 món nè. Cái tay này nó chưa tách ra được. Tay này đang uống cầm vô. Tâm trạng ngon. Nó bung ra. Nó là nó rối rã. Nó bấm chút cái nó bị đau cổ tay á. Ông đừng gồng, cũng gồng quá, ngồi dáng mới khoan thai á. Đang tập đánh. Đang tập mà.
ngồi cái ghế khoan thay và phải thả lỏng thoải mái các cơ nào mặc trên người thầy cởi ra hết. Nhưng mà cái cơ mặt là phải căng. Gam gam quấn lẻ. Gam là cái gì? Là rải rải. Không tập gam là bấm vô cái bài luôn á. Đây cái ngón nó chưa chuẩn rồi, sợ bấm vô móng nó quen cái không sửa được. Này ướt theo công thức ông bà. Tính tình nó không lịch lòng trong. Tính tình là tại cái tay ông nó dính vô nên nó bị tịch. Thì ông phải chỉnh lại luôn ra chỉnh như là. Ai muốn sắp từ nào chừng nào được thôi. Hỏi tội. Bấm vô xong. Cứ bấm về đi. Nhưng mà ngón cái bên. Đúng rồi. Đúng rồi, nó lòn lòn. Đẹp quá. Nghe tao thấy tàu dáng á. Tỉnh bại. Quá không công nữa. Bấm đâu nhẹ luôn. Đúng rồi. Nè mới bấm nó vậy nè. Đó nên cái ngón bên trái, cái tay bên trái tập được có tí à. Là nó đau à. Nửa tiếng thôi. Nói sao này đờn được rồi, đờn cho anh em hát vui ha. Phải lâu đó. 2 năm. 2 năm mà phải chơi tập á, chứ 2 năm mà phải lâu lâu đụng vô nhà. À đâu, có đi tour lôi ra tập đây ở nhà là mỗi ngày. Không? Mỗi ngày đều móc ra chơi. 2 ngày đúng không? Hả? 2 ngày à. Bữa giờ cũng được tuần à. Tuần. Còn gì làm ta? Có em làm được không? Em làm nè. À. Bẻ gãy bớt mấy ngón này cho nó dễ nha. Tôi đánh được bài Happy Birthday đấy má. Trời ơi, má dữ lắm rồi đó. Ăn cơm. Cơm đi mọi người ơi. Thôi từ nãy giờ. Mình chết đi. Ăn cho đủ món đi. Ăn cho đủ món à. Căng quá. Ăn cơm đi má ơi. Nó hết đi cũng được, tôi không dành đâu. Rồi, à, tôi đói quá rồi đó. Sáng ăn có 1 miếng thấy không? Tôi cũng đói nè, qua giờ ăn có gì đâu. Ờ, được rồi, đó. Em làm gì đâu, anh làm gì đâu. Em ngồi đây mới quay được thấy rồi em nè. Nói gì không ngại? Nói gì không ngại? Dứt. Anh ăn xong anh ngã ra, em ngồi ăn được. Ghê quá. Má ghê quá. Anh ăn xong anh nhả ra. Má nói tầm gì thế mình, anh còn lẻ. Mình chứ. Anh còn lẻ được vài lẻ nữa mà. Ghê. Má tiếng thơm thì lấy tiếng thú vậy thì né nha. Em ơi. Mày muốn được kiếm tôi hoài sao tôi chịu nổi.
chịu nữa chịu chịu hết trơn. Bây giờ thấy cái bàn bây giờ ngồi chịu chỗ. Đâu liên quan đâu. Liên quan đâu liên quan. Thiếu lắm á. Ta đang chúng ta mới đã hẹn. Khi nào đổi môn đi up rap thì em đi qua dẫn qua em dẫn em đi. Ok. Vậy thì chắc kinh đi. Để chạy dữ rồi. Mày giữ nguyên cái tay coi. Cái tay đi em ơi. Tắm không? Đi. Ủa áo phao đâu hết rồi? Đổ xuống. Tại đó mới tài ơi. Thôi bữa nay để em lái anh chở anh về. Hôm nay nè. Về bỏ anh em nè. Mới bây giờ nó phốt lên rồi sẽ ôm về lắm.